Trời đất, Khánh thằng Thiên Đụng mới tới chứ anh, chứ em mệt mỏi quá trời rồi. Trời ơi, chồng kiểu này lấy chồng kiểu này không có ham muốn gì hết trơn. Sao sớm không muốn xe bà đi bà nó đi. Xe không đi được. Gán đi gần tới rồi, gán. Quá trời mệt rồi thiệt chứ lấy chồng kiểu này không ham muốn xíu nào hết trơn. Đi đi xuống đây nè, đi xuống đây nè. Trời, không qua bên kia nữa hả mẹ? Đi qua bên kia. Bơi qua sông mới được. Nhà bên kia sông á. Sao trời. Nó bắn bắn gì vậy? Nè, cái xuồng nè, sáng anh có thủ sẵn cái xuồng nè. Là phải đi có cái xuồng nữa đó hả? Phải đi xuồng quá. Trời ơi. Xuống từ từ em, từ từ thôi. Cô tháo giày ra. Cái xuồng gì bé đi teo không trời. Tháo giày ra luôn. Nhà anh ra mà chăm hóc mà tối trong này gì không biết nữa. Xuống con có mang giày không, tháo ra đi con. Cái nhà anh đâu mà nó thâm thẳm chiều cho hóc mà tối trong này gì không biết nữa thiệt luôn á. Đi xuống mấy đứa ơi. Sao đó anh nói anh có nhà ở Sài Gòn mà sao bây giờ qua đây vậy? Nhà ở Sài Gòn là nhà... Trời ơi! Nhà trong đây mới là nhà chính. Sao lúc đầu không có gì đi? Tháo dây nha. Ai xuống sao tháo dây nha. Rồi. Cái xuồng đi hết không vậy mẹ? Hết con ơi, sáng đi hết mà. Ngồi đàng hoàng nha, xuống hơi trơn nha. Ừ nha. Ôi cái đủ gì đâu mà nhà gì đâu mà nó xa thâm đẫm gì cho ôi trong này. Ráng đi. Lấy chồng kiểu này không ham muốn chỉ chân thiệt luôn á. Gặp thêm bà mẹ chồng âm binh nữa. Cái gì? Lâu, không có. Gặp thêm, không gặp được cái xuồng âm binh này nè. Ráng đi trời ơi. Con hiểu mà xích ra sao con? Có sao không? Vì con sợ quá mẹ. Buông ra sao không? Hồi trước nó muốn tìm mình nè. Sợ buông ra sao đi. Buông ra không? Sợ đem người ngồi xích xuống sao đi. Xích ra sao đúng rồi. Xích ra nữa. Mẹ qua đây. Xích ra sao hết luôn đi. Đó, cái được không vậy? Được rồi. Được, không sao đâu. Ổn không? Không, bình thường cái xuồng này ba người ngồi mà. Ê đi mẹ. Ngồi gán đi, xuồng bình thường ba người ngồi được mà. Trời, trong đây một nhân khẩu một rồi. 5-6 người sao thấy ghê quá rồi má ơi, con sợ quá má ơi. 6 người là thôi, không sao, đi nè, ngồi im nè, bình tĩnh. Anh mới được không vậy anh? Được. Má đi hoài. Đi quê chứ em. Nhà mẹ đâu vậy? Ở kia thì qua thăm là tới rồi. Ôi, mẹ đi hoài rồi má. Ơi, con sợ quá à. Rồi có bớt chút chính lại đi, chút chính rồi hồi lắc hết trơn nè. Trời ơi, không sao không sao má. Mấy đứa mà chỗ im im ra nha. Biết nói thiệt luôn á. Gì? Ngồi im. Ngồi im lại mới chèo được. Thấy con sợ quá thiệt luôn á. Bình thường. Rồi sao? Bình thường, con đừng có lắc. Con ngồi im, con bình tĩnh. Nhưng mà con sợ. Con sợ chứ bây giờ con ngồi im cho mẹ. Ngồi im, bình tĩnh. Không có lắc. Đây. Từ từ Trời ơi, mệt quá. Sao mà đau khổ ghi vậy trời. Ơi, mệt quá mẹ ơi. Sao bận đi đâu có chạy đâu. Nói đi. Nó không biết bà ngày đâu gì, bà cứ giấu về nhà mà gì đâu rồi.
Đi qua xong thì sắp tới rồi. Để sắp tới nhà rồi gán đi. À, không, hai rước dâu cảnh đầu tiên mà cô dâu đội xong vậy chứ. Thôi về, về đại khách con ơi. Giao phòng đại khách đại cửa gì đó. Giờ thôi đứng dậy đi về đi thay đồ để hơi cảm lạnh nè, đi đi con đỡ vợ con vậy coi nè, mệt quá trời. Ồ, rồi con mày. Còn đẹp không dạ, con đẹp không, còn đẹp không, cầm đi ơi. Ơi ơi quá mệt rồi, mệt quá chưa mệt rồi, để đi còn giống con người không. Tôi lấy chồng cho con, ôi trời. Mấy con bạn tôi lấy chồng cho nó sung sướng, đợi lấy đại gia, lấy chồng giàu. Tôi lấy đưa cảnh tôi về đâu mà khi có con gái trong cái chỗ đâu mà lùm lú như nè trời. Bây giờ khổ chứ xuống sao. Nói gì mà chưa vô nhà chồng nữa mà cái mình mẩy thằng đại với con người đâu. Trời ơi dạ. Trời đất cảnh thằng điên đụng ơi. Cái đầm cưới mà nó gách kêu gì rồi sao mà xài nữa. Hả? Giờ lỡ bỏ con ơi chứ gì sao giờ. Bỏ giờ bỏ, thuê đầm cưới người ta mấy triệu bạc. Ủa. 2 triệu bạc bây giờ gách vô đền cho người ta hả? Nè mà sao gách lỗ nè. Trời ơi. Giờ biết sao giờ? Con kệ đi chứ biết sao giờ. Chuyện xưa gửi đâu ai muốn đâu. Xưa gửi vậy xưa gửi. Hả? Trời ơi ông nghĩ làm sao? Bắt đầu quen tôi ông nói nhà ông có, ông có nhà ở Sài Gòn. Mà ai giờ đứa dâu gì đâu mà cái chỗ đó lùm trong lú gì nè. Nhà Sài Gòn nhà thuê của nó. Nhà này mới nhà nhà chính nè. Sao lúc đầu ông nói vậy đi, sao lúc đầu ông nói nhà thuê đi. Hả? Bây giờ sao giờ? Sao giờ bây giờ về mới nói? À, lỡ là vô sắp tới rồi. Lỡ gì mà lỡ hả? Ông đi lên quánh ông thành ghẻ luôn không? Trời ơi bây giờ làm gì nè, nấu đi không? Không không con đi đâu nữa hết trơn á, giờ đi kêu xe nó về Sài Gòn đi, tao không đi đâu nữa hết trơn á, nó về nhà với ba mẹ tôi. Ráng 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 đi, đi không có gác gì chứ, chịu hết nổi rồi. Má của con nói là hả, gả con đi được má con mừng lắm á, cho nên là má nói là má nói hả? À, nghĩ sao vậy? Chú khổ quá mà. Hôm qua này về má chiên. Thôi phải không có mê trai đâu, có bị dụ đâu. Mà mới nói gì vậy? Về má chiên nửa gia tài cho con. Đi. Ừ, chắc không. Để lộ chứ cũng không sao đâu. Nhà tới chưa vậy? Còn tới rồi, còn 2 cây số nè. Trời ơi, đạp gai rồi. Ai có cho vợ con không làm được rồi đó. Ôm ôm. Rồi đất ơi gãy ha. Nhẹ nhẹ thôi ba. Rồi ok gãy. Trời ơi, gãy 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 đấm lủng giò luôn rồi chạy máu rồi. Cái đồ dép ăn vô. Dép nó đâu có tiền rồi. Rồi. Rồi đưa dép đi ba. Cầm dép hoài. Mang vô đi. Mang vô đi đi. Thôi kệ đi, có máu có tiền không sao đâu. Gán đi xíu à. Còn chút nữa. Về đẻ được đứa con trai tôi cho hết gia tài luôn. Thí dụ giờ không đẻ được trai thì sao? Gán đẻ ghẻ nào được trai thôi. Bây giờ nào được trai trời vô duyên quá. Bây giờ 10 đứa không đẻ không được đứa trai nào. Trời đất ơi cái màu áo thành màu cháo lòng luôn rồi. Vừa chưa. Tới rồi nè. Quá trời mệt rồi. Đâu biết khổ gì đâu. Trời mời khách tới giờ chưa tới nữa trời. Khách khổ gì đâu có liệt, làm gì cho mệt vậy? Thôi tranh thủ nghỉ xíu vô thay đồ nha con. Cũng may là khách chưa tới mình mới thay đồ kịp, với khách mà thấy cảnh này là không biết nói sao luôn. Trời ơi, trời ơi. Lần đầu tiên con trai tao cưới vợ mà vậy đó, mai mốt lần thứ hai không có vậy nha. Cái gì lần thứ hai má? Trời ơi, má nghĩ nói lần thứ hai là sao? À, ý là má nói là tụi con hấp hôn á. 1 năm 2 năm cái hấp hôn lại á. Cảm luôn rồi nè. Rồi vô tắm rửa thay đồ đi. Để bệnh á.